Thưa quý vị, cứ vào mùa mưa, hàng trăm hộ dân tại thành phố Hồ Chí Minh sống tại những khu vực sạt lở lại lo lắng. Không lo sao được khi nguy cơ mất nhà, mất đất luôn có thể xảy ra, bởi sạt lở năm nào cũng có. Khu vực bờ sông Thanh Đa, đoạn qua các phường 25, 26, 27 và 28 thuộc quận Bình Thạnh. Mỗi khi thủy triều dâng cao kết hợp với mưa lớn, hàng trăm hộ dân ở đây lại thấp thỏm lo âu. Bởi đây là khu vực sạt lở đã được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cảnh báo. Lo chứ, nhiều khi sạt lở, khi cháu tôi ở đây, cha mẹ đi làm 7-8 giờ tối mới về, nhiều khi về sớm 6 giờ. Nhiều khi cũng sợ, chứ nhiều khi công an xuống đây bắt lên chảnh ngủ, rồi nó mới chịu về. Vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận sạt lở cách đây chưa lâu tại khu vực bờ sông cạnh cầu Rồng Ông Tố, nối hai phường An Phú và phường Bình Trưng Tây, quận 2. Anh Trần Quang Dũng sống ở đây cho biết, hiện nay khu vực này đang bị sạt lở nặng, mố cầu đã trơ ra, phần móng nhà của các hộ dân khu vực bờ sông cũng đã sạt lở. Thế nhưng địa phương vẫn chưa có phương án để di dời người dân đến khu vực an toàn. Mong mỏi có một chỗ ở an toàn là tâm lý chung của nhiều hộ dân ở các khu vực sạt lở. Cái mong mỏi của người dân thì hầu như ở đây không, dân này sống lâu lắm rồi. Thì nếu mà để làm cái chương trình gì cho toàn thể người dân, cái chương trình công cộng gì, người dân cũng hưởng ứng thôi. Thì nhà nước cũng quan tâm hơn nữa để an cư lạc nghiệp về cái phần tái định cư hay là làm sao, thì cái đó nó giờ kinh quyền. Người dân rất mong mỏi điều đó. Theo khu quản lý đường thủy nội địa thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có 47 điểm sạt lở, tăng 3 điểm so với năm 2015. Trong đó có đến 31 điểm sạt lở đặc biệt nguy hiểm, trong đó có khu vực bán đảo Thanh Đa. Tuy nhiên đến giờ, người dân ở đây cũng chưa biết bao giờ việc chống sạt lở được thực hiện. Cũng mới đo cách đây cũng mấy ngày mà không biết sao, không biết chừng nào nó làm. Cái bên đây dạng bên bồi, có bên đó thì nó lở, nhiều khi có nó sạt xuống. Mùa mưa thì nó lở, nó sạt xuống. Còn mình bên bờ, bên bồi này lên nó đỡ. Để giải quyết tình trạng trước mắt khi bước vào mùa mưa năm nay, trước mắt tại các vị trí sạt lở, các cơ quan chức năng đã lắp đặt biển hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho tính mạng tài sản của người dân tại các điểm sạt lở, các dự án chống sạt lở cần được thi công dứt điểm, đồng thời kiên quyết di dời các hộ dân trong các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhất là tại thời điểm này khi mùa mưa ở Nam Bộ đã bắt đầu.